Theo xu hướng sản xuất smartphone hiện nay, các hãng điện thoại đều có một phiên bản mini cho chiếc smartphone đầu bảng của mình. LG cũng nằm trong xu thế đó. Nhà sản xuất điện thoại Hàn Quốc vừa mới tung ra thị trường phiên bản thu gọn của chiếc LG G2 đình đám. Tuy có vẻ hơi chậm chân so với các hãng khác nhưng LG G2 mini được đánh giá khá cao nhờ vẫn giữ được những ưu điểm trong thiết kế và phần mềm của LG G2, đồng thời sở hữu một mức giá khá hấp dẫn. Những ưu điểm của LG G2 mini ra sao thì video hôm nay mình sẽ lần lượt nêu ra cho các bạn. Đúng như tên gọi, LG G2 mini nhìn giống như chiếc LG G2 thu nhỏ với cộng phím nguồn và tăng giảm âm lượng được đưa ra mặt sau để chúng ta có thể thao tác bằng một tay. Kiểu dáng bo bốn góc, màn hình chiếm gần hết mặt trước và lăn ngoài ở cạnh dưới nằm hai phía của cổng micro USB. Nhưng nếu soi kỹ vào các chi tiết, chúng ta sẽ thấy những điểm khác. Điểm khác đầu tiên là G2 mini không có lớp vỏ bóng mà thay vào đó là vân sần. Mình đánh giá cao lớp vỏ này vì nó sẽ hạn chế bám dấu vân tay, mồ hôi và cả trầy xước trong quá trình sử dụng. Thứ hai là nắp lưng của LG G2 có thể tháo rời. Đây lại là một điểm mình không thích vì nó mất đi sự đồng nhất cũng như là chắc chắn so với sản phẩm nguyên khối. Nhưng đối với những bạn thích mua thêm một viên pin dự phòng để thay thế thì lại khá thích kiểu nắp lưng mở được như thế này. Còn lại thì cảm giác cầm của G2 mini vẫn khá chắc tay, mặt lưng bo tròn nên dù cầm lâu nhưng mình vẫn cảm thấy không bị cứng. Tóm lại thì thiết kế của G2 mini mình đánh giá rất tốt. Chiếm gần hết mặt trước là màn hình có kích thước 4,7 inch với độ phân giải UHD 960x540, tương tự như LG là 90. Nhưng màn hình của LG G2 sáng và có màu tươi hơn. Dù độ phân giải không cao nhưng mình thực sự rất thích màn hình này. Nó cho cảm giác nhìn rất đã, màu sắc nhẹ nhàng và nhìn tốt ở nhiều góc độ. Phía dưới màn hình là 4 phím cảm ứng gồm có menu, home, back và phím chuyển qua lại giữa hai sim. Như vậy là G2 mini là một sản phẩm 2 sim chứ không phải 1 sim như người anh của nó. Về hiệu năng, LG G2 mini được trang bị vi xử lý Snapdragon 400 với 4 nhân tốc độ 1.2GHz, 1GB RAM. Cấu hình này hoàn toàn giống với LG L90, vậy nên nó cho tốc độ xử lý khá nhanh và mượt. Đây cũng là cấu hình chuẩn để máy có thể xử lý hầu hết các tác vụ từ cơ bản đến nâng cao. Bộ nhớ trong của máy là 8GB và trống khoảng gần 4GB để bạn có thể cài đặt và lưu trữ. Mình có cài một game Alpha 8 và copy một bộ phim khoảng 1.8GB thì máy vẫn còn trống khoảng 400MB. Như vậy bộ nhớ này khá thoải mái để bạn sử dụng nếu không muốn mua thêm thẻ nhớ. Còn phần mềm, LG G2 mini được cài sẵn Android 4.4.2 mới nhất với giao diện cực kỳ quen thuộc của LG. Các tiện ích như là Get Mode, hai chạm bật màn hình, WeStyle đều có đủ. Tính năng bảo mật mới với Snap Code cũng được tích hợp. Từ màn hình tắt, bạn có thể chạm vào những điểm theo thứ tự mà mình định sẵn trên màn hình để mở khóa điện thoại. Camera của LG G2 mini cũng có độ phân giải là 8MP như LG là 90, nên cho chất lượng hình ảnh chỉ ở mức khá. Chi tiết và màu sắc của tấm ảnh khá tốt trong điều kiện đủ sáng, nhưng khi chụp thiếu sáng bắt đầu có hiện tượng nhạt màu và nhiễu. Bù lại, LG tích hợp sẵn vài chế độ chụp như là panorama, chụp liên tiếp, chụp ảnh thể thao, làm đẹp da, để bạn có thể tùy trường hợp mà cho ra những bức ảnh đẹp nhất. Pin là điểm ấn tượng tiếp theo của LG G2 mini. Với viên pin dung lượng là 2440mAh, mình vọc cả ngày quá trời thứ mà trời tối pin vẫn còn khoảng 20%. Mình có thử phát video HD 720 liên tục ở độ sáng 100% thì máy cho kết quả khá ấn tượng là hơn 7 giờ phát đi phát lại. Như vậy là mình đã giới thiệu xong đến các bạn chiếc LG G2 mini với những ưu điểm là màn hình đẹp, hiệu năng ổn định, thời lượng pin dồi dào và giá thành hấp dẫn. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và bấm vào nút theo dõi nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.